cây máy kéo chở nhiều nhất hôm nay luôn các bạn ơi. Ồ, chắc gom chuyến cuối gì chắc đầy xe luôn nè. Bốn lớp này cũng 90 bao vậy các bạn ơi. Khủng luôn nha. Chào tất cả các bạn đến với kênh của mình nha. Nay thì mình chia sẻ cái máy TC105X để cắt trong mấy ruộng nhỏ này các bạn. Đây cái ruộng này máy trong rồi các bạn. Thì ở trong đường nữa nha. Mình được biết thì mấy ruộng này vừa trước là trồng xe các bạn ơi, thì mới làm ruộng hôm nay ha. Mới làm cái ruộng này. Này cắt thả dạt xong rồi bây giờ dòng lại các bạn. Hồi nãy thì cắt một dòng được 1-2 bao rồi các bạn. Thì chạy trong cái bờ dừa luôn các bạn. Này gỗ đồng luôn các bạn ơi. Ở cái khu này bữa nay với ngày mai nó chắc xong luôn rồi đó. Nãy giờ mình ở đây mình thấy rất là nhiều máy luôn các bạn. Dàn lúa 5451 các bạn, thì cái miếng ruộng này thì mới lên cỏ lúa năm nay trúng quá nè. Trước thì trồng sen không à. Ở trong đây có mấy cái còn sót lại mấy cái cây sen các bạn. Mấy anh đang gom lúa trong cái miếng ruộng nhỏ này các bạn ơi. Trong miếng ruộng trồng sen ha. Miếng này trúng lúa cũng nhiều bao quá nè. Cắt rất nhanh luôn các bạn ơi, bây giờ thì còn một lối ha, trong cái miếng ruộng nhỏ này ha.
kéo chở nhiều nhất hôm nay luôn các bạn ơi. Ồ, chắc gom chuyến cuối gì chắc đầy xe luôn rồi. Bốn lớp này cũng 90 bao vậy các bạn ơi. Khủng luôn nha. Ồ, mấy anh bữa nay cắt được khu đất lô chạy nhanh các bạn. Đất chạy im ha. Khủng luôn các bạn ơi, chiếc này chở 60-70 bao các bạn, bao bự luôn rồi. Này chiếc máy kéo của chiếc 100 các bạn, mấy anh chạy động tới dưới này, mở quay xuống dưới kia. Vào cơm thêm nữa các bạn ơi. Đây này, cái cổ lúa này thì có 4 anh đi nha các bạn. Rồi xin chào các bạn nha. Mấy anh này vui tính ha. Rồi. Trời ơi, khủng khiếp nè.